Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nhóc tì nhà Hồ Bích Trâm, ngậm thìa vàng, được bố mẹ chuẩn bị mọi thứ. Với độ nổi tiếng thông qua các vai diễn trong các dự án phim truyền hình hay web drama mà Hồ Bích Trâm nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Đây cũng là mẹ bầu chú ý nhất thời điểm hiện tại. Những chia sẻ về hành trình trước khi lâm bồn của nữ diễn viên cũng đều tạo ra độ tò mò nhất định. Hình ảnh mẹ bầu Hồ Bích Trâm nhí nhảnh trong những tháng cuối thai kỳ. Mới đây, Hồ Bích Trâm đã đăng tải vlog về những khâu chuẩn bị trước khi chào đón em bé ra đời. Theo đó, không chỉ có nữ chính về nhà ăn Tết mới háo hức, mà các thành viên trong gia đình cũng tỏ ra trộn rộn không kém. Ai cũng giúp cô một tay chuẩn bị mọi thứ để chào đón thành viên mới của cả nhà ra đời sau một tháng nữa. Hồ Bích Trâm tất bật chuẩn bị trước ngày lâm bồn. Cô được sự trợ giúp của các thành viên trong gia đình, bên cạnh sự phụ giúp của vợ chồng anh chị hai trong việc sắp xếp bày trí đồ đạc, giặt giũ. Hồ Bích Trâm những tuần cuối thai kỳ vẫn tỏ ra tháo vát, lanh xả. Cô không ngại cùng người thân góp một tay trong việc dọn dẹp, chuẩn bị đón con đầu lòng. Nữ diễn viên dành hẳn riêng một phòng rộng rãi cho em bé sắp chào đời. Căn phòng được cô tân trang lại, lắp đặt hoàn toàn các thiết bị mới và đặc biệt có nhiều vật dụng công nghệ hiện đại cho trẻ sơ sinh. Nữ diễn viên sắm sửa đủ thứ cho con đầu lòng. Nhiều thiết bị hiện đại cũng được đầu tư cho nhóc tì. Theo Hồ Bích Trâm, cô mong muốn tập cho con sớm ngủ riêng và cũng sẽ có bà vú để giúp mình chăm sóc em bé. Các vật dụng khác như nôi, quần áo, chăn gối, cơ bản đã được nữ diễn viên chuẩn bị khá đầy đủ, chỉ chờ ngày em bé chào đời. Trước ngày dự sinh, Hồ Bích Trâm giặt giũ quần áo, chăn nệm cho con, căn phòng dành riêng cho em bé. Trước đó, khi mới kết hôn dịp đầu năm, vợ chồng cô đã tạo về căn nhà mặt đường 5 tầng trị giá hơn chục tỷ đồng. Cô đã tiến hành sơn sửa để căn nhà thêm khang trang. Trong đó, cô đã chuẩn bị trước phòng cho con gái dù khi đó vẫn chưa có em bé. Căn phòng này đối diện với phòng vợ chồng nữ diễn viên. Trước đây được tận dụng không gian cho việc để đồ. Nay nhóc tì chuẩn bị chào đời nên căn phòng trở về đúng công năng ban đầu. Không gian căn nhà bạc tỷ sau kết hôn của vợ chồng nữ diễn viên. Căn nhà rộng rãi, khang trang. Mới đây, Hồ Bích Trâm cũng chia sẻ thêm về tình hình em bé. Cô cho biết thai đã 35 tuần tuổi, trộm vía khỏe mạnh và nặng 2,6 kg. Cô đặt tên thân mật cho nhóc tì là Leon và dự sinh vào ngày 17 tháng 12, tức là còn khoảng 1 tháng nữa. Cô vừa có buổi khám thai định kỳ ở tháng cuối, làm bà bầu. Còn 1 tháng nữa, Hồ Bích Trâm sẽ đón con đầu lòng. Dù mang thai nhưng sức khỏe của Hồ Bích Trâm vẫn tương đối ổn định, cô vẫn ăn uống bình thường và không bị ngán. Ngoài ra các công việc hàng ngày như livestream bán hàng vẫn được cô duy trì. Nhờ sự chăm chỉ của mình mà cô gặt hái thêm một số thành tựu trong kinh doanh. Gần đây nữ diễn viên tâm sự, chúc mừng cô gái thêm một hợp đồng mới. Suốt thai kỳ mình vẫn làm việc và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, đó là một may mắn. Cảm ơn và cố gắng tiếp. Vợ chồng Hồ Bích Trâm tạo xế hộp sang chảnh. Có thể thấy, dù chưa chào đời nhưng nhóc tì Hồ Bích Trâm được xem là ngậm thìa vàng sẵn khi bố mẹ chuẩn bị tất cả mọi thứ từ tiềm lực tài chính, vật chất đến tinh thần, chờ ngày mình đến với thế giới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.